Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một máy bay chở hàng của Boeing đã trượt khỏi đường băng và gãy đôi khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Juan Santa Maria ở Costa Rica vào ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương. May mắn rằng là không có ai bị thương vong trong vụ việc này. Hôm 7 tháng 4, phi công đoàn máy bay Boeing 757-200 do hãng DHL của Đức vận hành đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Juan Santa Maria. Nguyên nhân là tổ bay phát hiện sự cố hệ thống thủy lực. Chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng và gãy đôi để lộ hàng hóa bên trong khoang. Hãng vận chuyển DHL cho biết các thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Người phát ngôn của Boeing cho biết họ sẽ hoãn trả lời các câu hỏi để chờ kết quả điều tra. Trong khi đó, DHL và các nhà chức trách tại sân bay cho biết đang hợp tác để di chuyển máy bay gặp nạn. Sự cố đã khiến sân bay ở ngoại ô thủ đô San Jose phải đóng cửa trong khoảng 5 tiếng. Khoảng 8.500 hành khách và 57 chuyến bay thương mại và hàng hóa đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.